Xin nói chào tất cả các bạn nhé. Bữa nay là mình đấy tới chợ Hồi Quẩy là quê cũ của mình hồi xưa. Mình đã về thăm quê nhà các bạn ơi. Mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá cái chợ Hồi Quẩy ở Mường Giang, Quỳnh Nhai, Sơn La. Ở đây nhé, là quê cũ của mình hồi nhỏ mình ở đây. Và mình đã đi lập nghiệp ở Lâm Đồng, ở Tây Nguyên, ở Đà Lạt. Nhưng mà mình về thăm quê, mình sẽ cho các bạn đi khám phá cái chợ nhé. Các bạn đi theo mình nhé. Chợ phiên một tuần chỉ có một lần thôi các bạn ạ. Nhớ chứ. Ai? Sơn. Đó. Anh ông anh hai nhưng mà không quên tên rồi. Ông hồi. Lại hồi mà. Đây mới gặp người quen từ xưa các bạn ạ. Đây, bà cụ của mình đây, đây ông anh ấy. Bây giờ quê cũ của mình bây giờ cách đây bây giờ 27 năm rồi các bạn ạ. Đây là cái cổng vô cái chợ. Nguyên ơi, cái này gọi là chợ cho cổng Hồi Quẩy mà không? Đó. Chợ Hồi Quẩy không? Đây là chợ trung tâm đấy. Chợ trung tâm. Chợ trung tâm ở chợ trung tâm huyện đó mà là chợ trung tâm của bản đấy thôi. À. Vậy chia sẻ cho các bạn xem nhé. Đây là mấy của bà con đang đi bán gà nhé. Đây cái lồng gà này các bạn ạ. Đây. Cái giỏ bán gà này. Các bạn ạ. Gà đen. Ta bỏ cái giỏ bây giờ trời đang mưa các bạn ạ. Đó bán gà các bạn ạ. Đi quay cái bồ câu, cái bồ câu chứ. Đó bán cái giỏ gà nhé. Có bán mì xim con nhé các bạn nhé. Đâu nhắc mắt to đi đường nào ta? Đây vô đường này đi. Mình sẽ vô trong chợ khám phá bà con bán cái gì nhé. Đang mưa các bạn ơi, đây là lồng ăn gà đấy các bạn ạ. Đang mưa nó ít bà con các bạn ơi. Chợ cái này là chợ Mường Giang, là Quỳnh Nhai của mình nhé các bạn nhé. Bán cái này khoai lang các bạn ạ. Khoai lang, khoai tây, cà chua, bí, vân vân chung các bạn ơi. Đây là giờ thất nghiến nha các bạn nhé. Đây cái chân nữa này. Tạp chân này. Ồ. Đây thất nghiến nha các bạn nhé. Ơi, ăn xoát mình nào. Người chết không? Đây các bạn ơi, đây gặp mấy chị em người quen ở trong xã Mường Giàng nhé. Đây là mấy chị em cũng đau lắm rồi. Đây là quen đấy, về là lăng cả cậu là gọi là có chồng hết nhá các bạn nhé. Mai mốt cho lên tivi nhá. Hào khăn. Hào khăn. Có những hùng quang quá.
Các bạn ơi, nói tiếng Thái với chị em một chút xíu. Bây giờ mình sẽ vô trong chợ, trong chợ nó có bán cái gì mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn xem nhé. Đây là đậu phụng các bạn ạ. Đậu ví. Con cô nhớ nhá. Đây là cái cối nha các bạn nhé. Cối nhưng mà cối này là cối củng nhến đồng hoàng nhé các bạn ạ. Tiếp bơi. Rất nghiến đấy các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Đây là hàng bên giao các kiểu vân vân các bạn ạ. Cái này là tỏi nhá các bạn nhé. Tỏi ta đồng hành nhá, tỏi người Thái nhá các bạn nhé. Hôm nào bắp các bạn ạ. Hoa quả các kiểu luôn các bạn ơi. Đậu phụng, dưa leo, bí đầy đủ hết các bạn. Mình chú trong chợ nhé các bạn nhé. Bánh này đỏ bánh gì à, cô? Bánh cuốn. À bánh cuốn. Cho nên là thơm các bạn ơi, bánh cuốn nha các bạn nhé. Đây là bánh rán các bạn ạ. Bánh rán là gì à? Đây là đậu phụng các bạn ơi. Các loại luôn. Tôi quên nhờ chúng nhá. Đây là gạo cúm phải không? Gạo cúm của Tây Bắc của mình á. Gạo cúm Tây Bắc của mình đây. Đây là nếp nha các bạn ạ. Đây gạo gạo cúm món đặc sản của Tây Bắc nhá các bạn nhé. Rất ngon luôn. Thì chị Hai bán bao nhiêu một ký đây? 30 ba ạ. 30 hả? Cái nếp hả chị Hai? Đấy về làm tịch. Mình sẽ mua mình về làm quà nhé các bạn nhé, gạo cúm nhé. Đó là mua sẽ là làm quà mình sẽ mua 10 ký. À, với chị em của người Thái đây. Vui vẻ lắm này các bạn ạ. Đây. Rồi đây nói cái gì đi? Đang kể chơi đây này. Đang nói cái gì vậy? Mai quay một tí đi để mai muốn lên TV nhá. Đây đang kể chơi này là bán hàng kể chơi đó các bạn ạ. Mà rất vui vẻ nhá, mua cũng như vậy mà rất là tuyệt vời các bạn ơi. Rất là vui vẻ luôn. Bao nhiêu tiền mình sẽ sang kia nhá các bạn nhé. Có cái gì không, đặc sản của gì của Tây Bắc. Đây này, mát mát của mình cũng có này. Cái này dưa là dưa của đồng bào của người Mông hay có đây các bạn ạ. Đây là qua rồi các bạn. Dưa đẹp ơi, bán gì không? Cho các bạn ơi. Cái này nệm của người Thái nhé các bạn. Làm cưới làm hỏi người ta hay tặng cho con gái thì là đi theo chồng nhé các bạn nhé. Đi theo chồng thì người ta hay tặng cái bộ nệm này, hay mua xong tặng cho con gái đi theo chồng các bạn ạ. Đây rất dày mà rất ấm các bạn nhé. Đây chăn các kiểu luôn. Bây giờ đi đây măng lắng à chị Hai. Măng lắng này. Măng lắng các bạn này. Đấy, bác tác nghiệp
Cái này dâu dưa nước các bạn ạ. Dâu ngót, đây là cũng lại là măng. Măng rừng nha các bạn nhé. Các loại bân bân của anh em quên chia sẻ cho các bạn. Cái này dạng như là rau sam các bạn ạ. Qua này, qua rừng nha các bạn. Đây, các loại thuốc vân vân lâu lưng đô cốt một người khỏe hai người vui các bạn ạ. Ông bà ơi, nó không đây? Nó có, cái có bố. Cái này là gọi là măng, dạng như măng ngọt đấy các bạn. Măng ngọt, măng ngọt lắm. Cái này là rau, rau mình hay làm ấy, làm tái, làm mọi thứ rồi. Cái này mà là măng ngọt ạ. Các bạn nhà ăn được luôn đấy, ăn trực tiếp luôn đấy các bạn ạ. Thử rồi, thử rồi, ăn thử, ăn thử không? Cái này chín để lên luôn rồi bạn. Mua đi, mua đi, cậu mua đi đi. Cái này bạn thay sát đây. Mình sẽ mua hai cái măng ngọt đấy các bạn ạ. Cái này là nó ăn được luôn đấy các bạn nhé. Này mình sẽ bóc cho các bạn xem nhé. Cái măng này nó là rất ngon luôn. Đấy, cái măng này bóc là ăn trực tiếp với các bạn nhé. Các bạn thấy như ở miền Bắc cái gì đó thiên nhiên, măng tặng ở chỗ nào nhé các ơi. Đây, đó mình đây. Các bạn ra xuống. Các bạn này, cái măng này như ngọt như kiểu này này, ăn được luôn nhé các bạn nhé. Rất ngon luôn. Rất ngọt nhé các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Nhìn nhá. Đây. Ăn xuống luôn nhé các bạn nhé, không phải là mình lừa các bạn nhé. Nhìn các bạn trực tiếp nhé. Rất ngon luôn. Nước bồi luôn. Mình mua hai cái măng này các bạn. Mua một cơn nhá. Lê tầm các bạn ạ. Tầm này gọi là tầm tầm lá sắn. Tầm lá sắn. Sư Kha phải hoa hồng với cái vòng. Cái này chắc bị xào nên ngon đấy hả? Xào được không? Này, tầm lá sắn nha các bạn nhá, rất ngon nhá, đặc sản của Tây Bắc nhá các bạn. Có thì mời luôn. Một ít thì đi cho tao luôn. Cho năm đảng. Có năm đảng. Cho năm. Đi ăn đi. Cái này 12, cái này 10. Cho cái 12 đi đi. Cái kia. Cùng hết mắt quầy của bác cho em dài đấy quá. Ủa? Hả? Cái ba lộ. Ba lộ cái nào? Để chờ tới đây khác các bạn. Lại luôn, có làm cơn. Ủa, giọng cầm đấy các bạn ơi. Về thưởng thức về xào các bạn nhé, mình sẽ chế biến các bạn nhé, các bạn chỉ việc chế biến thêm cho mình làm gì đó. Đây, này là nước măng chua các bạn. Đây là nước măng chua, bán nước măng chua này các bạn nhé. Nước măng chua. Tự làm. Đi kiếm mấy cái hàng dao mà không có. Hàng gì? Dao. Dao, dao mèo mà không có. Bên kia có không? Trên bên kia cũng có. Các
Các bạn biết sao, bữa nay nó mưa quá, ít bà con nên đi chợ các bạn ạ. Mưa bắn lắm. Giờ này cũng mùa làm việc nữa các bạn ạ. Đấy. Cái hàng rau nằm chỗ nào đây? Rau rau tôi có má không đi đi. Vậy quần á, 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 rau này rau của người Thái các bạn ạ. Mình giờ muốn kiếm con rau mèo nhưng mà rau của người Thái. Đây là người Thái. Và bữa nay là cũng gặp rau mèo. Đây có bỏ rau nữa các bạn. Sau đấy. Đây các bạn, rất đẹp luôn. Mang leo cái rừng cái núi mà giết cái bầy các bạn nhé. Quý nhà em cảm ơn nhiều nhé. Vâng vâng. Đấy, không có rau mèo các bạn. Lên chữ nào luôn. Ba phải xuống số ba quá. Được chưa? Chơi chơi chơi. Học cái đâu? Học cái đâu? Chỉ thử cái đó, ai muốn xem học hết không? Đặt thắt lưng trong quấy phải hai cái tấm vậy. Con nó trong cũng pi này, cỏ lớn này cả. Có thấy con hạ không? Phải về yên nữa. Hạ thắt này yên. Đây gặp và chị lâu rồi, từ thời hồi còn nhỏ, thời thanh niên. Bây giờ vẫn bà quên mình nữa các bạn ạ. Thời còn dân chuồng. Đây là vải này, vải của người Thái đó các bạn ạ. Vải của người Thái đó các bạn ạ. Rất ngon luôn các bạn ạ nhé. Cái này chả thuốc men gì nhé. Vải của người Thái nhé các bạn nhé. Thì đó thì chôm chôm thì các bạn đã biết rồi. Chôm chôm của người Thái luôn đấy. Cái này đây các bạn ạ, với chia sẻ cho các bạn. Rồi rồi rồi, có nhờ chứ. Cái này dưa này, dưa của người Mông ở trên núi nhé, Mông và người Thái nhé các bạn nhé. Đó, hơi bị ngon luôn các bạn ạ. Thì mít thì nó biết rồi, mít thì cũng mít người Thái. Cái gì cũng đem ra chợ bán hết các bạn ạ. Đây và chị của mình cũng mới đi chợ đây các bạn ạ. Đây này chim này các bạn ạ. Cái cu nha các bạn nhé. Quá tuyệt vời luôn. Đây, ông anh đi bán đây các bạn ạ. Ông anh rể mình đây. Chào mào nha các bạn nhé. Có cả mật ong nữa. Chào mào các bạn ạ. Đây mật ong kìa. Mật ong rừng nhé các bạn nhé. Chào màu lít đỏ làng hoàng nhé các bạn nhé. Cu đây. Nhưng mà chào màu ở miền Bắc này, cái này khiếu các bạn. Ở vật mi chứ nhỉ. Đây. Chào màu ở phía Bắc này con nó to lắm các bạn ơi. Thôi anh xả lát tốn gì đấy. Hả? Thôi anh. Thôi tôi đi. Trà màu nó to lắm các bạn ạ. Không phải như ở trong Nam. Trong Nam thì trà màu nó nhỏ này. Trà màu nó to lắm các bạn. Đây. Có đến đỏ ra máy các bạn nhé. Có cái gì mà vái được thì cũng lên với chợ bán hết các bạn ạ. Từ rau, từ cái gì cũng đem ra chợ hết các bạn. Nhưng mà bữa nay thì trời thì lắng mưa vây vây nhưng mà ít người ta đi chợ. Mùa này thì mùa gặt lúa các bạn ạ.
Cái này như bán quần áo lồ xôn các bạn ạ. Đây quần da cái buổi sáng anh chơi. Lấy 4 cái tặng 1 cái. Đấy cứ 10 cho buổi sáng cho anh chơi. Đấy nhà mình thanh toán là sau nhá, thanh toán là sau có túi cho thuê nhỉ. Đấy nữ có 3 cái bán quần áo lồ xôn các bạn ơi. Đây là bà chị các bạn ạ. Nhưng mà bà không nói được. Bà không nói được nhưng mà vẫn cười và thấy và rất cười các bạn nhé. Mời khỏe. Ở chợ ngày đã tới ống kính các bạn ạ. Nhiều ngày tới ống kính nha các bạn nhé. Chờ mình sẽ sang quán kia có cái gì ăn nha các bạn nhé. Mình cái món ăn ở Quỳnh Nhai này nấu món gì như món gì nhá, mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Các bạn theo dõi video của mình nhá. Các bạn ấy chị đang làm tiết canh tiết cái gò đấy, cái nhau chị hai. Canh gò ạ. À cái này tiết cái gò nhé các bạn nhé. Đây này. Chị đang làm bếp đây, mình đi ăn sáng đấy các bạn ạ. Ở quán nhá, chị nấu cho mình bữa sáng nhá các bạn nhá. Ăn ngay quán nhá, sáng của mình. Đây này, cái nhân này, cái này là nhân là đánh cái canh nhá. Đúng là nhân bò luôn. Nhân bò luôn và băm ra để ra khô các bạn ạ. Lúc này mình không quê chia sẻ cho các bạn xem. Cái canh này là chị đang chị đang xào cái bộ nội tạng nhá các bạn nhé. Lòng huyết bao tử gọi là đồ sồn hết các bạn ạ. Đây của đặc sản của Tây Bắc là người Thái nói cho mình muốn nhá, mình ăn sáng ở quán nhé các bạn nhé. Đây cái này dài hay của đi đoạn của nó các bạn ạ. Đây xuống của nó đây. Đây này. Đi qua, nóng quá. Chết rồi, sắp chết rồi. Đây là cái nhau của nó các bạn ạ. Cái này nhau bò nhé các bạn nhé. Mà quả nhau bò này to thiệt đấy các bạn, rất ngon luôn. Đây là sách của nó. Mình nghe sẽ ăn từng món các bạn ạ. Đây chị rau gói dọn đây. Cái món này là bịa đây thì gọi là món đặc sản các bạn ạ. Đây bịa đây chỉ chấm thôi nhé. Cái này món đạp nhé, ăn của người quán các bạn ạ. Mời các bạn nhé. Đây là đứa cháu của mình. Chào các bạn nhé. Mời các bạn ăn sáng mình nhé. Các bạn ăn sáng. Ông thì nó rơi vào khoảng tầm này dưới mấy con ghế. Đấy. Các bạn nhá. Mấy các bạn sáng đấy nhá. Chén nhỉ? Đây là anh trai của mình nhé. Ghế của mình nhé. Còn và chị cả thì mình nhớ quay ở bên đó. Đây là cháu. Đây là cái cháu. Đây là con ăn sáng. Các bạn. Đây là anh trai của mình ạ. Chở mình hay chở mình đi chơi ha. Chào các bạn các đi. Bên nhà mình có ô tô thôi. Chẳng có gì mà trong ô tô. Buổi sáng ở đây thì chào buổi sáng thì phải có làm bài đi chợ cho các bạn nhé. Cái món này là tiếng Thái gọi là món nạp các bạn ạ. Đây. Tiếng xuống. Món nạp nhé. Nhưng mà còn mình nói tiếng miền Nam thì gọi là tái bò. Các bạn ạ. Xin lỗi mà cái lon cho cái lon nhau. Này. Xong rồi. Đi ơi bà. Lẹ. Để bịa nhé bạn nhé, chấm nhé. Thời gian mà lang rồi bạn sống quán đấy. Còn vài món chia ra nữa các bạn ạ. Bây giờ ăn từng món một cho nó ngon các bạn ạ. Mời các bạn ăn sáng cùng em nhé. Trong sai này yêu tiếp các bạn nhá. Mày tỏ món làm nhá. Người Thái làm nhá. Đây và cái này chơi bằng chung kiện luôn là mấy nó lớn các bạn. Anh chung kiện luôn. Đồng lên các bạn. Đồng lên dây cái đi. Quá pha lý cho tài bên đây. Hai cái còn có. Hai bạn. Mời các bạn nhá. Ông có lá một chai ạ. Này nó tù hết. Đó. Lại.
xá lâu gì thế này, chúng tôi phải sốt đấy là ý nhé. Ngon lắm. Cái thịt cá ngoài Bắc này rất ngon các bạn. Nó lạ. Nó lạ nhỉ. Ngon, mình đi xe cái ngày nó mệt quá. Nói nó thẳng trứng các bạn ơi. Cũng xúc động các bạn ơi. Nói chung là cả hai mấy năm, 27 năm rồi bây giờ về thăm quê. Cái gì cũng đã có món này có đến. Đấy, thì là ra. Để ăn cái món sống đặc biệt của bà bao mình. Đây, cái bà nào mình được hái nào đấy bạn nhé. Bà nào hết cái món đi, cái canh đó các bạn ạ. Đây, ăn cái bây giờ mình nhé. Món này chấm bia các bạn nhé. Món này chấm bia cũng ngon lắm. Đúng rồi. Nhưng mà có người là không không được cái món này nhá, món bia ấy nhá. Láo lắm chứ. Ăn miếng to luôn chị hai. Ủa, miếng to luôn. Miếng to luôn coi. Đây cái món này cái bà chủ làm cũng được á. Đây hai cái đấy. Được á. Ngon lắm. Đây gọi là đặc sản này. Mấy này món này là con. Cây này có bò đấy ạ. Là con bò. Cây này là món nhau nhá. Thai. Nhau các bạn là đặc sản Tây Bắc. Đây. Lúc nãy mình có chia sẻ cho các bạn xem ấy. Đây. Nhìn cửa hàng lớp to này. Mời các bạn nhá. Cái chủ khe một tuần có một lần thôi các bạn ạ. Có một lần và mình mua được là quốc lộ phát rồi số 6 có bảy khu mà bữa nay gặp đây là gặp với nhau bò các bạn ạ. Bây giờ tôi chia sẻ với các bạn thì ở nhau to mà nó ngon hơn. Đây là món lạc lạc tâm thái buổi sáng của mình như vậy đó các bạn. Buổi sáng sớm như miền Bắc là và bắt đầu sáng phải có vài điểm đấy các bạn nhé. Oh. Người trong Nam thì là đại biểu sáng sớm đi gặp nhau chuyện trò chủ yếu cà phê thôi. Nhưng mà ở Nam nhau thì phải làm bài đi rượu các bạn. Cho bác bún cho bà ăn nữa. Cậu bán bún không ạ? Cắm chân nổ, cắm mời các bạn nhé. Làm này ra là thái bỏng nhé. Thái ấy làm ra ngoài nhé các bạn nhé. Mấy các bạn nhé. Nó lâu em rồi. Nó bỏ khái tên mà được không? Thảm mê bao dày quá em bao thối. Thái không bao dày các bạn ạ. Cứ ngon rồi. Bảo ông rượu rất giỏi nhé các bạn nhé. Ăn sáng. Ăn sáng. Ăn sáng. Bốc bắt họ. Cũng to luôn. Đấy, chị Hai nói rằng là ăn rất ngon luôn đó các bạn ạ. Chị Hai, chị dâu của mình ấy các bạn nhé. Đúng đây các bạn ơi. Miếng to luôn. Đấy nhá. Cái này là cái món lạp đấy nhá các bạn nhá. Cái món lạp này là chấm vỉa đấy nhá. Ngon. Chấm vỉa nếu mà có người thì dùng được cũng được. Món vỉa đấy nhá. Các bạn nhá. Lào lào. Quá mất ăn khó khó gặp tay là mát. Quá ngon các bạn. Quá ngon. Được đấy. Các bạn, cái món này là nói nhá. Cái món đặc sản Tây Bắc của mình các bạn nhá. Nhé các bạn nhé. À, bây giờ thì là cái hồi xưa là đây là cái quê cũ của mình. Bây giờ mình đã chuyển đi xuống ở dưới Cửa Nòi rồi. Giờ mình về chuyển mình ở Đà Lạt rồi. Nhưng mà cái này mình về thăm quê cũ các bạn nhé. Cái này là nước đã ngập hết rồi. Đây là nước sông Lại đấy các bạn nhé. Các bạn ơi theo mình đi khám phá sông Lại nhé các bạn nhé. Thank you.
giờ cái quê cũ mình bây giờ nước đã ngập hết rồi các bạn ạ. Lâu quá rồi, 27 năm rồi, bây giờ mình thăm quê mình nước đã ngập hết rồi các bạn ơi. Là thủy điện sông Đà đã dâng lên, đã ngập hết rồi các bạn ơi. Giờ nước này đang rút đây. Hồi quê mình nằm tại đây ở bản Khoan, xã Mường Sại hồi xưa nhé các bạn nhé. Thì bây giờ mình chuyển về trong Nam mình ở rồi, thì là 20 mấy năm rồi, 27 năm nay rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại thăm quê các bạn ạ. Thì sông Đà chơi các bạn ơi. Các bạn theo dõi video của mình nhé. Cái em mới nào cứ dần có mới quá. Mưa cá gì. Bây giờ cho tôi đi làm gì đi, đi qua bên ông anh suối bên kia trước đi. Không cho hello. Hàng kia mang có mang thằng nô. Làm gì có. Tính sao. Nó mới cắn mà. Không có đem tùy tâm. Từ. Đó, tuyệt vời rồi các bạn ơi. Một anh mới kéo lên mấy. Bây giờ chị em đang trồng lúa nhé các bạn nhé. Đang cây lúa các bạn ạ. Có trường á, có trường lún nhá. Đó, tuyệt vời rồi các bạn ạ. Đây mấy chị em đang canh cây lúa các bạn ơi. Đang rau đang trồng này, trồng lúa này các bạn ạ. Bằng cây lúa chứ nhỉ.